Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đây một cái deck Stack Eye Viking ha. Thì đây là cái deck mà mới được update ngày hôm qua ha. Nói chung là deck này theo mình á thì nó rất là khó chơi so với newbie anh em nha. Deck này nó chỉ mạnh khi nằm trong tay cao thủ thôi. Còn mình nghĩ nó sẽ yếu khi nằm trong những cái bạn mà không có biết chain bài hay là không có biết cái cách mà để control á. Nói chung là deck này mà kích hoạt bậy bạ là chết luôn á. Do đó thì theo mình thì newbie nên chơi stack eye thuần ở cái bắt trước mình đã làm ha, thay vì chơi faking này nha anh em nha. Thì mình đã khuyên trước rồi đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ show cái deck này như sau. Thì ở đây mình sẽ có ba Veiler, thì anh em có thể bớt Veiler ra nếu anh em không có nha. Rồi The Roy anh em có thể bớt ra luôn nếu anh em không có. Như mình đã nói rất là nhiều deck khác nhau ha. Mình đã nói rất là nhiều clip ở trước là handcraft thì tùy anh em chỉnh, mình chỉ đưa những cái card cần thiết trong đấy thôi nha. Thì nhiều anh em cứ comment nói mình là tại sao chơi handcraft này handcraft khác, thì cái handcraft tùy anh em chỉnh được mà nha. Thì anh em cứ ngồi chỉnh mình. Rồi ok, đây mình sẽ nói tiếp ha. Đây mình sẽ có As nè, có con As nè, có con Viking King Bonic nè. Ở đây Bubbler để em chơi 2 ha, Maxe thì chơi 3, As thì chơi 3, Avatar thì chơi 1, Vulcanic thì chơi 3 ha. Mình nghĩ là chơi 2 tỷ em nha, mình nghĩ là chơi 3 là ổn hơn vì lá này có thể một kẹt, có thể một kẹt rưỡi combo ha. Devastar 3, hai King 1 ha, Stack Eye 1, Garunic 1, Kirin thì cái này có thể chơi 2 hoặc là 3, thì này mình nghĩ nên chơi 2 thôi ha. One for one 1 ha, Bonfire, Kirin thì mình nghĩ là nên chơi 2 hoặc là 3, thì anh em những cái này chỉ tiện nên chỉnh. Viking thì Bonfire thì chắc nó là 3 rồi. Snake Eye Simple 1 ha, Viking Island thì cái lá Cycle này nhiều lúc mình thấy không cần lắm rồi nên có thể bỏ ra. Mình nghĩ cái lá Skyburn này ổn hơn. Rồi Corn thì chơi 2, thì anh em có thể chơi Circle Viking này tùy anh em nha. Cái này tùy anh em chỉnh nha. Mình nghĩ mình thấy nhiều lúc mình combo mình không có xài cái lá Circle này nhé. Lá Circle cái lá Circle này nè, nhiều lúc mình không có xài á nhé. Rồi anh em có thể tùy chỉnh nha, tùy chỉnh hoặc là bỏ ra luôn. Rồi ở đây mình sẽ thích có Rot Out nè, có Quán Xịt nè, có Skyburn, có Ember và Extra thì gồm thì mình sẽ có number 90. Thì nếu anh em nào không thích number 90 có thể thêm number chơi number 38 nè nhá. Rồi cái lá phải King Itizek rank 8, Link Free Ball, Sunlight World, Chamber Fight, IB, SB, Unicorn Nightmare, Fischl, Princess, xe lửa. Thì nói chung là đấy này mình nghĩ lên xe lửa ổn hơn ha. Abolusa, Tucker, Salamence Ray, Rising Phoenix và cuối cùng là Underworld. Bây giờ mình sẽ combo demo cho anh em xem ha. Rồi với một kẹt Vulcanic thì mình làm sao ha? Mình sẽ kích hoạt Vulcanic, mình sẽ destroy bắt buộc. Khi combo bằng Vulcanic thì anh em phải có một cái lá file trên tay, còn có file trên tay thì chịu rồi nha. Thì lúc này mình sẽ lấy một lá từ deck lên, thì ở đây mình sẽ lấy Bonic lên. Tính ra là Bonic này phải tính ra là một kẹt rưỡi chứ không phải một kẹt thôi này nha. Rồi lúc này đây có thể chain lever nó bằng cái lá át. Ví dụ như mình át cái con Bonic này thì mình nó là level 1 thì nó sẽ chain level 1, thì nó chain hay không chain thì pha này cũng không trả liền. Sao anh em Bubbler có xuống kích hoạt thì cũng không sao hết, khỏi kích hoạt cũng được. Rồi cái này Bonic nó sẽ tự nhảy lên khi có một cả file bị destroy ha. Và khi Bonic nhảy lên thì vẫn cái combo là Sanctuary, lấy Sanctuary và lấy lá phiêu lên. Ok chưa nè.
kích hoạt cái lá Fire King Island ha. Lúc này mình sẽ destroy một lá. Thì đây mình sẽ destroy cái lá Eucalypt và mình sẽ add một lá lên. Thì anh em có thể add Garunic lên ha. Nó cũng giống effect của cái con Bonic là khi bị destroy thì nó sẽ tự sum lên. Đây. Và khi cái Eucalypt này nó bị destroy á thì nó lại sum được một con. Để anh em xem cái effect cuối cùng của nó ha. Là sum một con Viking 2 Avatar ha. Đây. Con Viking 2 Avatar là con này này. Đây. Có một con trong deck thôi. Thế thủ. Rồi. Đó. Và khi Garunic nó xuống, nó sum lên thì lúc này nó sẽ cho destroy một lá trong deck. Thì thông thường anh em sẽ destroy một trong hai lá này, đó chính là Avatar hoặc là Kirin. Thì ở đây mình sẽ destroy Avatar. Hoặc là em có thể destroy Kirin để chút xíu anh em lấy lại Kirin nha, cái này tùy anh em nha. Thì là destroy Kirin á thì anh em sẽ không có, anh em sẽ destroy được một kẻ bên nhưng mà anh em không có negate. Nhưng mà khi anh em destroy Avatar thì anh em sẽ có được một cái negate. Vì nó negate được mà. Đây. Ngoài ra nó còn sum được với mộ lên nè. Đây. Thì bình thường nó sẽ như vậy. Đây, bình thường nó sẽ như vậy. Thì tới đây nó rất là nhiều hướng để combo nè, rất là nhiều hướng luôn nha, rất là nhiều hướng luôn. Thì ở đây mình sẽ làm một vài cái hướng cho anh em xem ha. Thứ nhất thì anh em có thể lên IB rồi sau đó lên reset và sau đó lên xe lửa nha. Thì chút xíu xe lửa nó bị destroy á thì nó sẽ sum lại được IB lên và lúc này anh em sẽ lên là Bolossa nha. Đó là một hướng combo. Còn một hướng khác thì anh em có thể lên IB, lên Sunlight Warp, sau đó mình sẽ sim lên Tucker Hitshow để rút bài. Thì đây mình sẽ làm đại một trong những cái gì như thế này, cái gì mà anh em nói nãy giờ ha. Mình sẽ sim IB này. Đây. Sau đó thì mình lại sim reset. Kích hoạt reset hả? Reset nó sẽ sum lại nãy mình nói rồi đó, Avatar này, lá lá này nó thể thì gây monster. Sau đó mình sẽ dùng cái đám này mình sẽ lên xe lửa hả? Rồi thì lúc này mình sẽ end và mình sẽ làm cho nên xem những cái gì mà mình nói nãy giờ ha. Nói chung là deck này có rất là nhiều hướng đó nè, nên em phải cẩn thận ha. Và để được sum cái xe lửa nó sum lên IB á, rồi nó không special summon thì mình sum ha. Mình chờ special summon thì mình sum. Hoặc nó kích hoạt cái gì đó, kích hoạt monster thì mình mới làm bài được nè. Mình cho nó kích hoạt cái effect nhé. Mình cần là cái thời phát để mình làm cho anh em xem hả. Đây là mình, khi mình cái thời phát thì lúc này á nó sẽ negate, sau đó nó destroy cái xe lửa này nè. Thì sau khi xe lửa bị destroy nó là fire destroy. Thì lúc này cái Garunic này nè, khi một con fire bị destroy thì nó lại xung lên giống như nãy mình nói á, nhưng mà bây giờ nó xâm từ dưới mộ được này. Đây tiếp tục mình sẽ xâm tiếp kích hoạt xe lửa, nó sẽ xâm lại cái con IB lên này nè. Đó dạ rồi tiếp tục cái Garunic này khi mà nó bị destroy, khi nó xâm lên
thì anh em có thể kích hoạt để anh em có thể destroy một lá từ death, thì anh em có thể destroy Kirin. Khi Kirin nó xuống mộ thì lúc này anh em sẽ kích hoạt, em có thể sum một cạc từ death lên, từ dưới mộ lên nè, hoặc Viking từ dưới mộ lên. Để sum Viking từ dưới mộ lên và sau đó anh em có thể destroy một cạc bên hộp nha. Đây, destroy một cái cạc bên hộp này, sau đó bắt đầu anh em có thể kích được IP và anh em kéo lên là Bulosa luôn. Anh em thích mấy chân cũng được nha, 4 chân cũng được, 3 chân cũng được. Rồi thì ra anh em nên để 1 chân để cho cái con reset nó còn nhảy lên nó nổ này. Nhớ nha, pa này thì mình nghĩ là nên để là một chơi bốn chơi 3 chân thôi nha, chứ 4 chân kiểu này thì reset nó còn nhảy lên, nó không thể nhảy lên, mà nếu nó nhảy lên thì nó destroy cái lá Bolosa của mình, nó là không ngon nha. Rồi vậy thôi, mình chỉ nói cái cách vận hành thôi, còn vô ran thì anh em thì cứ ứng biến nha. Rồi với một cà Debesta thì sẽ combo thế nào ha? Mình sẽ kích hoạt Debesta, mình sẽ nhảy Debesta lên, kích hoạt Debesta, mình up Sifun được xuống ha, kích hoạt Sifun. Lúc này mình sẽ đẩy Debesta xuống để nhảy Snake Eye Ash lên. Snake Eye Ash thì nó sẽ cho Ash Viking Bonic lên. Viking Bonic thì lên thì mình sẽ sum Viking Bonic lên. Và lúc này mình sẽ lấy Viking Sanctuary lên. Kích hoạt Viking Sanctuary để lấy lá phiêu. Lúc này lá phiêu nó sẽ cho destroy một cạc anh em. Destroy một cạc. Và một cạc ở đó có thể là hand hoặc là phiêu. Thì nếu anh em có một kẻ ở trên tay thì anh em có thể destroy một kẻ ở trên tay anh em. Sau đó thì anh em có thể lấy một cái lá, nếu anh em destroy một kẻ fire thì anh em có thể lấy một cái kẻ từ đất lên, còn không anh em có thể destroy thẳng bonus này cũng được ha. Thì lúc này mình sẽ lấy Garura lên, Garurit này, xin lỗi, Garurit lên, Garurit nó nhảy lên thì lúc này nó sẽ cho chọn một cái kẹt từ test chưa, thì anh em chọn một cái kẹt từ test, anh em có thể destroy kẹt đó. Thì khi anh em destroy Kirin này nè thì nó sẽ cho sum một cái kẹt Viking từ test từ dưới mộ lên. Sau đó anh em destroy một kẹt nhưng mà không cần destroy đâu ha. Lúc này anh em sử dụng hai kẹt, em sẽ kích hoạt Snake Eye, em đẩy một kẹt xuống và lúc này anh em sẽ lấy lên Viking Lambert ha. Rồi thì lúc này anh em khi anh em lên Viking Lambert rồi đó, thì anh em sử dụng hai kẹt để anh em lên Sinh Lai Quốc ha. Thì lúc này khi Lambert nó xuống mộ thì sẽ cho sum, em sẽ sum đại hai cạc ha. Thì nếu anh em có ót thì em sum ót, thì bao giờ lỡ mình không có ót thì ở dưới mộ thì mình sẽ sum phải đại hai cạc khác và đặt một ô là một cạc ngay cái Sinh Lai Quốc ha, để nó lấy lại con Kirin hồi nãy bị đổ anh em. Rồi để lên tay ha. Sau đó mình sẽ dùng hai cạc này để mình sẽ lên, có thể lên AB trước. Rồi. Sau đó thì mình sẽ lên mình sẽ kích hoạt để mình lấy Lambert. Mình sẽ kích hoạt Lambert thì mình bỏ IP xuống. Lúc này mình sử dụng hai kẹt để mình lên xe lửa ha, Abo quay hay là một xe thôi.
Lúc này mình sẽ để on ha, để mình lại kích hoạt. À. Thì mình đợi ọp. Đợi kích hoạt ha. Thì anh em có thể destroy một cái kẹt ở đây luôn. Cũng được. Còn không thì bây giờ mình cứ chờ nè. Anh em có thể chờ thử ha. Làm thử cho anh em xem. Em có thể destroy cái lá Abu Way này nè. Rồi anh em lên bài cũng được, cũng sao hết ha. Hay lên bài cũng được hết. Đây. Nè. Destroy thử cho anh em xem nè. Này nó sẽ nhảy lên. Cho đó nó sẽ destroy một cạc ở đây. Nè cái kẹt khi một có một file bị destroy nè thì nó sẽ nhảy lên là khoan. Mình sẽ không kích luôn cái reset từ từ kích hả. Lúc này khi nhảy lên thì nó sẽ cho destroy một kẹt, sau đó nó lại sum lại hai kẹt kia nữa này. Lúc này anh em có thể kích tùm lum luôn hả. Kích Snake IAS này nọ luôn. Thì kích tiếp IB. Thì nhảy là Bulusa 4 chân chẳng hạn. Lấy luôn cả Bubbler. Lấy luôn cả cái lá cái này lên luôn cũng được. Đây này mình có thể add lá. Mình sẽ destroy một lá này. Thì lúc này mình sẽ destroy một lá. Khi cái lá Avatar destroy thì lúc này nó sẽ xâm một con Viking to death từ dưới mộ lên, mà lúc này nó bị negate nè. Xếp đại con đi. Đại con này đi. Đây. Đó. Cái lá Viking Century này nó cũng có thể lên thẳng luôn cái con XTZ này luôn nè. Nhưng mà trước tiên thì mình khoan lên kiểu này ha. Khoan lên thì mình có thể lên reset trước chẳng hạn. Mình sẽ bắn ha. Nói chung có rất là nhiều cái full up kiểu này ha. Nên mình làm từ từ anh em xem thôi. Nó rất là nhiều cái effect, rất là nhiều cái disrupt kiểu này ha. Rồi lúc này khi lá này xuống mộ nó lại cho tâm lại IP chẳng hạn, hoặc là sinh ra quốc. Vì nó không xâm được IP là do cái con reset này nó chặn á nha nè. Nếu này xâm reset sâu thì lúc này vẫn là xâm được IP ha. Nè. Nếu mà ọp nó xâm đặc biệt thêm nữa anh em thì anh em có thể ví dụ nè anh em, khi ọp nó xâm đặc biệt nè, cái dòng số 2 nè anh em, cái dòng số 2 của cái lá này one button opponent sum một cái con đặc biệt nè, thì lúc này anh em có thể detect lên destroy bài của hợp này destroy tất cả monster, nhưng mà destroy cả mình anh em, do đó cẩn thận ha. Nói chung là cái effect này là xài cuối cùng nha. Nếu mà hợp nó mình xài hết cái khả năng gọi là Bulusa rồi nhưng mà hợp nó vẫn còn đánh được nữa thì mình chịu thôi nha, được chưa? Rồi thì đó là cái khả năng của cái deck này anh em. Rồi bây giờ mình sẽ làm thêm một kiểu khác cho anh em xem. Rồi anh em, bây giờ nếu anh em có một stack IAS mình làm sao mình sẽ kích hoạt nó để mình để bubbler hả. Bubbler nó sẽ kích hoạt để nhảy lên thôi. Lúc này mình sẽ add được cái lá siphon ha.
sau đó mình sẽ kích hoạt Snake Eyes để nó xuống để mình lên ngõ này, kích hoạt cả hai lá này, tập kết lên, kích hoạt luôn lá này để đưa nó xuống này. Nói chung mình cái khúc này thì mình giải thích rất là nhiều ở bên Snake Eye Turbo rồi, cho đó anh em nào không rành thì cứ qua bển coi cho rành cái Snake Eye trước cũng được. Tiếp tục kích hoạt con ếch này, mình sẽ đẩy cái lá token này xuống đi, à, cái lá continue spell trap thì nó biến thành continue spell trap mà. Bây giờ mình sẽ lấy cái con làm bớt lên. Lúc này anh em kích làm bớt, anh em kéo đại một lá xuống để nó làm một cái continue spell trap lại. Hôm nay mình sẽ sử dụng hai kẹp, mình lên sân level. Kích hoạt Lambert. Lên sân hai kẹp. Thì anh em có thể add lại Lambert. Bên tay. Chỗ này mình sẽ sử dụng hai kẹp. Mình có thể lên Link Freebo. Sau đó tiếp tục lên Tucker Headshot. Thật ra cái combo này có rất là nhiều cách ha, chứ không phải một cách giống vậy đâu nha. Thì anh em có thể giữ làm bớt ở trên sân để anh em lên IP cũng được tỷ em á. Rồi đây mình rút luôn càng đúng không? Sau đó mình sẽ là Bolusa. Lúc này mình sẽ kích hoạt Siphon để mình lên Bubbler, và mình sẽ lỗi lên Bonic, kích hoạt Bonic. Thì mình sẽ lấy Falcon Sanctuary, kích hoạt Falcon Sanctuary thì lúc này mình sẽ lấy được Class Fuel này. Mà mình có lắp fuel trên tay rồi nha, thì ra là nó sẽ kích phải lắp fuel rồi. Thì lúc này cái lá Viking này nè, nó sẽ cho nổ mỗi kẹt trên tay, thì anh em có thể nổ cái lá làm bớt. Trước khi nổ thì mình nghĩ nên chain cái lá Link Freeball xuống đi, cho nó nhảy lên cái đá. Rồi. Sau đó mình sẽ cho nổ cho anh em. Thì lúc này mình sẽ add một cái kẹp lên tay. Thì mình đã nổ kẹp thai thì mình chắc chắn phải add cái King Garunit lên ha. Rồi. Thì King Garunit nó sẽ được nổ nhảy lên khi có một cái kẹp thai nó nổ giống như là Bonic kìa. Bonic nó cũng có một kẹp khác chứ vậy. Rồi. Lúc này Garunit nó sẽ cho destroy một kẹt, thì anh em sẽ destroy kẹt avatar từ đấy. Đây lúc này avatar destroy sẽ nhảy Bonic lên. Thì anh em có thể sử dụng mấy kẹt này để anh em cái này anh em có thể kéo lên sau đó thì mình sẽ lên xe lửa. Rồi vậy thôi ha, bây giờ mình sẽ làm chỉ cho anh em làm được cái gì ở trên nợ hả? Phải rồi, phải đánh cái đã. N
Thì em có thể đi gây nha, nhưng mà chắc không cần mấy đâu. Đợi special item thì lúc này. Mình sẽ tìm khi ở special sum lúc này mình sẽ kích hoạt reset, mình sẽ cho nổ lá bên kia, mình sẽ triệu hồi reset lên. Thì lúc này Viking ra runic nó sẽ cho kích hoạt, nó sẽ được sum lên tiếp tục, xe lửa nó sẽ cho kích hoạt để lấy lại con Talker để mình rút bài tiếp. Đây. Lúc này nó sẽ sum lên Garonic lên. Thì Garonic nên mình nói rồi nãy nó sẽ destroy một cái kẹp từ đích. Đây mình rút bài cái ra. Bài. Đây mình sẽ destroy. Thì em có thể destroy Kirin. Thì khi Kirin xuống thì nó sẽ cho lấy một cái kẹp từ ở dưới đất mộ nhảy lên đây nha. Đây mình sẽ sum lên, sau đó mình lại destroy một cái kẹp ở trên sân của ợp nè. Destroy pha này thì nó có thể destroy trên sân mình hoặc là ợp luôn, do đó thì ở đây nó sẽ destroy được một kẹp nếu mà ợp nó có một kẹp ở trên sân nha. Thì ở đây mình sẽ bấm vào lên xe này, ví dụ destroy lại một kẹp này đó. À, ok nha. Rồi thì cái này mình nên destroy kẹp bên ợp chứ đừng destroy kẹp bên mình ha. Thì ngoài ra em có thể sum thêm avatar này thì nó sẽ thêm một cái negate monster, tính thêm của cái con Abulosa này thì là ba cái nha. Ngoài ra thì nó rút bài thì có hand trap nha, có hand trap. Ngoài ra có thể destroy tùm lum nãy giờ đó. Rồi vậy thôi hen, đó là một kẹt.